Tiếp theo thì xin mời quý vị cùng hướng về sân khấu với sự trở lại của nam ca sĩ Dương Bổ Trung ạ. Và trước khi anh Trung ơi, Alo, alo, alo. dạ anh Trung, Nghe. có nhiều người là nhắc anh Trung quá nhiều nè, và có một vị khán giả rất là dễ thương, là không biết là do nghe anh Trung và xem anh Trung hát nên bị say mê sao á. Người ta nói là giọng anh Trung là một giọng hát trầm ấm truyền cảm, mà không biết bạn ấy nhắn là giọng anh Trung có một giọng hát trầm cảm. Tại lúc mà bấm lẹ quá cái bấm bấm Và có một người là rất là dễ thương, đó gọi là Phùng Huy cùng với Vũ Trung hay gọi là má đệ, là một người bầu xô ở Boston, là cũng nhắn là Trung ơi nhắc tên má đi con. Má đệ. đệ. Anh Trung ơi, có nhiều người nói là muốn được CD của anh Trung và muốn mua ủng hộ CD của anh Trung, thì ngoài việc liên lạc trên Facebook thì có cách liên lạc nào gần hơn nữa anh Trung? Có cách gần nhất là gọi thẳng cho Du Bổ Trung. Số điện thoại là 978 968 74 99 978 968 74 99. Quý vị gọi Du Bổ Trung sẽ có những cái đĩa mới nhất và hay nhất, nóng hổi vừa thổi vừa nghe. Rồi đó, nóng hổi vừa thổi vừa nghe là như y chang như anh Trung nấu ăn á, nóng hổi vừa thổi vừa ngon đó. Thì Du Bổ Trung lúc nào cũng là đem những cái món ăn tinh thần cho quý vị. Nào là ca nhạc, nào là món ăn thực thụ, vừa tinh thần vừa no bụng, là lại có mặt vô chung. Là có anh Andy Trần nè, giọng anh Trung nghe đã lắm. Và anh Trọng Thắng rất là kỹ lưỡng khi mà viết lại số điện thoại cho mọi người để quên nè. Rồi số điện thoại của anh Trung Bổ Trung đó là 978 968 74 7499. 99. Quý vị có thể gọi trực tiếp cho anh Trung Bổ Trung để liên lạc bằng cách nào để có thể nhận được CD của anh Trung Bổ Trung. Và nhớ nha quý vị, đừng gọi lúc khuya anh Trung đi ngủ nha quý vị. Và anh Trung ơi, tiếp theo thì anh Trung sẽ gửi đến ca khúc gì nữa ạ? Một khúc này của Dũng Trung cũng thích lắm, có tên đây là Xô Đi Huyền Thoại. Bài hát này hồi lúc hồi nhỏ ở Việt Nam thì anh Trường Vũ có về Việt Nam quay bài hát này, và Dũng Trung là người minh họa cho anh Trường Vũ đi làm cảnh đó. Vị minh họa là làm cảnh đi qua đi lại rồi say rượu rồi đám cưới rồi bị bỏ rơi rồi vậy đó. Thì bây giờ Du Trung hát lại bài hát này của anh Trường Vũ. Mong vị thương bài hát này, thương anh Trường Vũ hồi lúc trước thì bây giờ cũng thương Du Trung bài hát này có tựa đề Xưa Đi Huyền Thoại. Yes. Xin đưa vào huyền thoại lời hứa năm xưa tôi ấp ủ trong lòng. Em bây giờ vui khoác áo vũ quy lên xe hoa cùng người, bỏ lại sau lưng bao tháng ngày êm đềm. Thuốc đắng trên môi anh say mến rượu, em say mến tình. Đêm nay ta uống cho say, quên đi chuyện tình mà ta chót trao nhau. Men say rượu cạn mà tình vẫn chưa quên. Thôi em hãy về đi, còn gì cho nhau, tôi ôm trọn vào lòng. Huyền thoại mơ hoang khi thức tình ngỡ ngàng.
nghe trong lòng sao vẫn thấy nao nao, mong xua đi huyền thoại đừng gặp gỡ nhau chi, chua xót tình lớn là xua đi huyền thoại. Wow, khi mà anh Trung diễn thì em thấy anh Trung giống như là mình đang là người trong ca khúc đó vậy. Thấy tâm hát anh vừa say, sâu quá, dạ, say quá. Mong xua đi huyền thoại. Ủa anh Trung cho em hỏi nè, tại sao anh Trung không quay một cái MV ta? Tại vì anh Trung được lợi thế là vừa người mẫu diễn viên đẹp trai nè, coi như là diễn xuất là rất là hay rồi. Tại sao mình không có quay MV? Có chứ Huy. Lúc trước anh có quay cũng mấy cái bài ở Việt Nam. Nhưng mà lần này về chắc cũng quay một số bài, bài cho cái đĩa này, những bài hát này. Nhưng mà quay nguyên cái đĩa này là MV hết. Ồ, ra MV hết, toàn bộ những cái khúc này luôn, 13 bài. Luôn karaoke luôn. Karaoke luôn. Tại vì ở bên Mỹ là thường thường hát karaoke và nghe nhạc trên xe nhiều hơn là coi DVD. Cho nên đó, một là làm DVD là phải có karaoke luôn. Làm quý vị DVD mới thương mà mới mua mà mới nhớ cái mặt vũ trùng. Chứ còn mà nghe không chắc cũng không nhớ. Mà coi không thì chắc cũng ít coi. Nhưng mà hát karaoke là hát nhiều nhất. Wow, quý vị thấy không? Tại sao mà lại nói anh vũ trùng là ông Hoàng bán CD rồi vậy, thấy không? Trời, tự nhiên. Ông Trung là anh Trung nắm tâm lý của diễn giả lắm. Tại vì trước giờ em đâu biết đâu, chỉ có làm CD thôi. Giờ học thêm cách nữa, làm DVD phải có karaoke. Ví dụ diễn giả và đòi hỏi cũng cao lắm, không chịu xem, muốn xem phải muốn hát luôn. Đó. Vậy là mình một công đôi vai chuyện. Quý vị vừa vui mà mình cũng vui luôn. Nha, wow. Phùng Huy xin nhắc lại là album của Như Vũ Trung có 13 ca khúc rất là hay. Vùng lá me bay, thối đời, trở về cát bụi, xua đi huyền thoại, không giờ rồi, hoa cài mái tóc, chuyện hoa sim, lời đắng cho cuộc tình, đêm bơ vơ, con đường mang tên em, hãy quên anh, mùa xuân lá khô, nhớ người yêu. Nếu mỗi vị là muốn CD của Như Vũ Trung, một là import cho Như Vũ Trung, hai là liên lạc qua số điện thoại là 978-968-7499, 978-968-7499. Và
Anh Trung ơi, có một em bé, không phải em bé, có một chị rất dễ thương hỏi là: anh ơi, em điện thoại mà không mua CD cho anh được không? Thì anh hãy trả lời đi. Điện thoại không mua vẫn được, nhưng mà đừng gọi khuya quá, vui trong sân ngủ. Dạ, nói chung là đừng gọi khuya quá, nhưng mua mà gọi sớm mua, được. Mua hay không mua gì cũng được hết. Gọi tới là vui rồi. Thì tại vì nhớ, thì nhớ tiếng hát của Dung Vũ Trung thì mới gọi cho Dung Vũ Trung, cho nên là có gọi là vui rồi, cũng không còn mua. Dạ. Anh Vũ có chị hỏi là nếu mà em gọi anh, em không hỏi về mua CD mà em hỏi về anh ơi cách thức làm món ăn được không? Cũng được luôn. Được luôn à? Được hết á, miễn sao có gọi là vui rồi. Dạ. Vậy là quý vị cứ gọi cho anh Trung thoải mái, trừ giờ khuya thôi, giờ đó giờ của anh Trung ngủ à. Và Phụng Huy cũng anh Trung cảm ơn chị Cẩm Hồng Nguyên. Lâu quá rồi mới xem chương trình, hay vậy nè trời. Và ca sĩ Vũ Trung hát cũng hay nữa. Wow, cảm ơn chị rất nhiều ạ. Cảm ơn chị Cẩm Hồng ạ. Dạ. Dạ. Bây giờ thì anh Trung sẽ gửi đến là một ca khúc nào nữa ạ? Hôm nay anh Trung ơi, nãy giờ là mấy ca khúc là dở không á, còn mà quý vị là order album về là những ca khúc hay không á. Yeah. Nãy giờ Dung Vũ Trung hát những ca khúc dở nhất trong CD. Mà wow, nếu mà quý vị muốn nghe hay hơn nữa là order những cái CD của Dung Vũ Trung thì sẽ có những cái bài hát hay hơn nữa. Những ca khúc này là những khúc hay rồi đó quý vị. Mà tại vì anh không, Trung là so với những ca khúc này, trong những ca khúc cho 13 khúc trong album, những khúc này là anh Trung nói là không hay mà sự là rất là hay rồi. Những khúc còn hay hơn nữa. Nói gì để lâu lâu hoa dạ, mỹ một chút xíu, lâu giỡn một chút xíu. Dạ. Chứ thật sự ra ca khúc nào Trung hát thì Trung cũng tâm đắc hết, chứ không phải như ca khúc nào hay, ca khúc nào dở. Chỉ ăn thua cái cảm nhận của vị khán giả thôi, chứ còn Trung thì Trung bài nào Trung cũng thích, và bài nào mình đã chọn rồi thì bài đó mình cũng hết lòng bài hát đó, thả hồn cho bài hát đó. Rồi cái cảm nhận cuối cùng của quý vị khán giả là cái cuối cùng mà quý vị ủng hộ địa cho Dung Vũ Trung. Và lúc mời anh Trung thì Trung nói anh Trung hát được 8 bài được không? Nói không được anh Trung, hát 4 bài thôi. Để 4 bài sau nữa thì để vài tháng nữa quay lại chứ. Hát hết bài, em sao mời anh Trung được nữa? Phải dụ anh Trung lại đúng không ạ? Huy nói giỡn quý vị ơi, không có chương trình mà có mấy anh chị ca sĩ hát chung mà một mình Trung hát 8 bài xong mà coi được. Dạ. Cái đó cần ta kêu bằng gì? Ăn cơm rồi ngồi coi hướng á. Không phải anh Trung, nhưng mà quý vị khán giả rất là thích luôn. Yeah. Rất là yêu mến anh Trung cùng với chị Khâm Nhung trong buổi tối hôm nay là một người rất là yêu thích. Và mong muốn là anh Trung sẽ quay trở lại đây vào thời gian gần nhất. Wow. Đó. Anh Trung ơi, bây giờ là sẽ là một ca khúc gì nữa? Một ca quý vị là đang mong chờ anh Trung lắm luôn rồi nè. Một bài Lời Đắng Cho Cuộc Tình nha. Lời Đắng Cho Cuộc Tình. Wow. Quý vị nghe nha. Dạ. Cuối cùng rồi mình vẫn thế, có sao đâu khóc chi em cho phai má hồng được gì. Giọt lệ này dành để mai đây, về cùng người khóc giữa đêm vui. Hơi đau mà xót thương thân anh. Những ngày còn nồng ân ái giữa đôi ta đã bao cách biệt chung chung. Người thì mong một trời mây bay, người thì còn trắng mãi đôi tay. Nên anh đã biết được ngày nay. Em ơi, anh vẫn
con chim quý phải ở lòng son, nên anh không trách là em bồn bạc. Mà em ơi, anh chỉ trách em, trách em. Sao em không nói thật lòng mình, sao em gian dối để làm gì? Hãy nhìn một lần sau cuối chén ly bôi, uống đi em, sao em mắt lệ nhạt nhòa. Cuộc tình này rồi cùng đi qua, một đường tàu biết mấy sân ga. Xin em xem anh như một gã nhỏ dọc đường. Còn nồng ân ái giữa đôi ta đã bao cách biệt chung chung. Người thì mộng một trời mây bay, người thì còn trắng mãi đôi tay. Nên anh đã biết đường ngày. Con chim quý phải ở lòng son, nên anh không trách là em bồn bạc. Mà em ơi, anh chỉ trách em, trách em. Sao em không nói thật lòng mình, sao em gian dối để làm gì? Hãy nhìn một lần sau cuối chén ly bôi, uống đi em, sao em mắt lệ nhạt nhòa. Cuộc tình này rồi cùng đi qua, một đường tàu biết mấy sân ga. Xin em xem anh như một gã nhỏ dọc đường. Xem anh như một gã nhỏ dọc đường. Wow, ca khúc quá hay ạ. Và được không? Quá hay khán giả rồi. Còn nhiều ca khúc hay hơn nữa vị ơi. Vị nhớ gọi cho Trung nha, 978-968-7499. Rồi nếu mà có bộ show nào mà đang xem chương trình Zep Music thì hãy liên lạc trực tiếp với anh Trung để mời anh Trung. Tại vì chương trình khi mà phát sóng thì cũng có khá là nhiều nghệ sĩ khi tham gia chương trình xong thì cũng được vài bầu show mời đi hát. Vậy hả? Đó. Và hy vọng là Trung của Trung cũng giống như những người khác. Dạ, chắc chắn luôn, hy vọng vậy ạ. Vâng, xin cảm ơn anh Trung vậy đó. Mà trước khi anh Trung xuống thì có một người xin nhắc nữa nè. Hồi nãy là gọi tên rồi nhưng mà không chịu xem hay sao, mới bây giờ quay lại gọi chương trình hả? Phải gọi tên người đó, gọi là má đệ đó. Má Trung ơi, gọi tên má đi con. Gọi tên má, má đệ ơi, nhớ ủng hộ đĩa cho con. Dạ rồi. Vâng, xin cảm ơn anh Trung nhiều ạ. Bây giờ thì xin mời anh Trung cùng bước xuống sân khấu và một lát nữa sẽ quay trở lại cùng chậu diễn giả nha. Xin cảm ơn Trung rất nhiều. Và Phụng Huy xin nhắc lại, mà nếu quý vị nào mà ai chưa xem live trực tiếp trên Facebook thì hãy download cái app Viettv24 về điện thoại, và quý vị phải vào cái kênh mà hình của Trọng Thắng to thì cỡ to 107. Khi đó quý vị sẽ xem lại chương trình Zep Music
vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần.